về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện học, tải ngay về danh. Xin chào các con. Ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục cùng đồng hành với các con để hướng dẫn các con làm bài các bài tập về bài biểu đồ. Và trước khi đi vào làm bài thì cô muốn lưu ý với các con, với những dạng bài tập về biểu đồ muốn làm chính xác được thì trước khi đi vào làm bài, các con hãy chú ý quan sát thật kỹ để biết được biểu đồ thể hiện nội dung gì và trong biểu đồ đó có những mấy cột, nội dung của từng cột là gì. Ví dụ, ở trong sách giáo khoa cô đã có sẵn một ví dụ. Và ví dụ này, trong ví dụ này thì đang thể hiện một biểu đồ. Biểu đồ này nói về các con của năm gia đình. Như vậy đó là nội dung của biểu đồ. Và trong biểu đồ thì gồm có hai cột. Cột thứ nhất có ghi tên của các gia đình. Như chúng ta quan sát ở đây thấy là chúng mình có gia đình của cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc. Cột thứ hai thì cho biết chúng ta về số con trai hoặc là số con gái của mỗi gia đình. Vậy thì khi mà nắm được nội dung của biểu đồ thì chúng mình sẽ dễ dàng trả lời, thực hiện được các nhiệm vụ mà đề bài đưa ra. Và bây giờ thì cô mời các con sẽ cùng cô đến với các bài tập của bài biểu đồ. Bài tập số 1 có yêu cầu như sau. Biểu đồ dưới đây nói về các môn thể thao khối lớp 4 tham gia. Và sau đó đề bài cho chúng ta một biểu đồ. Biểu đồ này gồm có 5 cột. Cột thứ nhất đó là tên các lớp của khối 4. 4 cột còn lại đó là tên các môn thể thao mà mỗi lớp tham gia. Vậy thì quan sát vào biểu đồ chúng mình cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau. Phần A, những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ? Phần B, khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao, gồm những môn nào? Phần C, môn bơi có mấy lớp tham gia là những lớp nào? Phần D, môn nào có ít lớp tham gia nhất? Phần E, hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn, hai lớp đó cùng tham gia những môn nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi giải quyết yêu cầu của từng phần. Đầu tiên đó là phần A. Những lớp nào được nêu tên trong biểu đồ? Vậy thì quan sát vào biểu đồ như cô vừa giới thiệu, cột đầu tiên sẽ là tên các lớp khối 4 tham gia đúng không ạ? Như vậy các con nhìn vào đây thì chúng mình thấy là có 3 lớp tham gia, đó là 4A, 4B và 4C. Cô viết câu trả lời như sau. Những lớp được nêu tên trong biểu đồ lớp 4A, lớp 4B và lớp 4C á. Như vậy có 3 lớp được nêu tên trong biểu đồ. Tiếp theo cô mời các con đến với phần B. Phần B có yêu cầu như sau. Khối lớp 4 tham gia mấy môn thể thao gồm những môn nào? Vậy các con quan sát về biểu đồ cho cô và các con sẽ nhận ra đó là khối lớp 4 tham gia các môn thể thao đó là bơi lội này, nhảy dây này, cờ vua và đá cầu, đúng không nào? Như vậy tổng cộng khối lớp 4 tham gia 4 môn thể thao như cô vừa kể tên đó là bơi lội, nhảy dây, cờ vua và đá cầu ạ. Chúng ta viết câu trả lời như sau.
Đó là phần B. Bây giờ cô mời con chuyển sang phần C. Phần C có yêu cầu như sau. Môn bơi có mấy lớp tham gia là những lớp nào? Thì các con quan sát lên bảng. Ở cột về môn bơi thì chỉ có hai lớp, đó là lớp 4A và 4C có đúng không ạ? Như vậy ở đây thì có hai lớp tham gia môn bơi, đó là lớp 4A và lớp 4C. Chúng ta viết câu trả lời. Môn bơi có hai lớp tham gia, đó là lớp 4A và lớp 4C ạ. Chúng mình chuyển sang phần D. Phần D thì hỏi chúng mình môn nào có ít lớp tham gia nhất, được chưa ạ? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau quan sát từng môn. Đối với môn bơi thì có hai lớp, có đó là 4A và 4C. Nhảy dây thì cũng có hai lớp, đó là 4A và 4B. Môn cờ vua thì có lớp 4A. Còn môn đá cầu có hai lớp 4B và 4C. Như vậy môn có ít lớp tham gia nhất đó là môn cờ vua. Chúng mình trả lời như sau. Môn cờ vua có ít lớp tham gia nhất và cụ thể hơn đó là có một lớp ạ, có một lớp là lớp 4A. Chúng mình chuyển sang phần cuối cùng, phần E. Hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả mấy môn? Hai lớp đó cùng tham gia những môn nào? Vậy các con quan sát vào cột và hàng của lớp 4B và lớp 4C. Lớp 4B thì có tham gia hai môn, đó là môn nhảy dây và môn đá cầu. Lớp 4C thì tham gia môn bơi và môn đá cầu nhưng không có môn nhảy dây. Như vậy tổng cộng hai lớp 4B và 4C tham gia các môn sau. Thứ nhất đó là môn nhảy dây, thứ hai đó là môn đá cầu và thứ ba đó là môn môn bơi. Còn môn đá cầu này rồi thì cô vừa nhắc ở phía trên rồi nên chúng mình sẽ không nhắc lại nữa vì sẽ bị trùng đúng không ạ? Như vậy hai lớp 4B và 4C tham gia tất cả ba môn. Đó là các môn sau ạ, môn nhảy dây môn bơi và môn đá cầu. Vậy bài tập số 1 đã được chúng mình hoàn thiện xong. Tiếp theo cô mời các con chuyển sang bài tập số 2. Số 2 có yêu cầu như sau. Biểu đồ bên nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong 3 năm 2000, 2001 và năm 2002. Và các con hãy quan sát vào biểu đồ ở bên cạnh ạ. Biểu đồ ở đây thì có hai cột. Cột thứ nhất nói về các năm như cô vừa nêu tên, năm 2000, năm 2001 và năm 2002. Cột thứ hai thì nói về số lượng thóc thu hoạch được của mỗi năm. Và đề bài có lưu ý với các con đó là mỗi một thùng thóc như vậy thì chỉ khối lượng đó là 10 tạ thóc, được chưa ạ? Vậy thì quan sát vào phần biểu đồ, cô mời các con sẽ cùng nhau cùng với cô đi thực hiện các yêu cầu của đề bài. Phần A yêu cầu chúng mình đó là tính xem năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc.
Phần B, năm 2002, gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc? Và phần C, cả 3 năm, gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện phần A. Phần A các con muốn tính số lượng thóc thu hoạch được năm 2002 thì các con hãy quan sát vào hàng của năm 2002. Thì ở đây chúng mình thấy là năm 2002 bác Hà thu hoạch được 5 thùng thóc đúng không ạ? Và mỗi một thùng thóc thì chỉ 10 tạ thóc. Nên khi mới đầu tính chúng mình sẽ không thể tính ngay được ở đơn vị là tấn thóc. Chúng mình sẽ tính ở đơn vị là tạ thóc trước, sau đó có một bước quy đổi ở phía sau, được chưa? Phần A, cô viết câu trả lời. Năm 2002, gia đình bác Hà thu hoạch được số tạ thóc là, được chưa? Năm 2002 có tất cả là 5 thùng thóc, mỗi một thùng là chỉ 10 tạ, nên cô sẽ lấy 10 nhân với 5 bằng 50 tạ. Và các con sẽ đổi giúp cô, đổi 50 tạ thì bằng 4 tấn. Như vậy năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 2002 gia đình bác Hà cô lấy có tất cả 5 thùng thóc, cô lấy và mỗi một thùng là chỉ 10 tạ. Cô lấy 10 nhân 5 bằng 50 tạ. Sau đó cô sẽ đổi ạ. Đổi 50 tạ thì thành 5 tấn. Như vậy năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được 5 tấn thóc. Chúng mình chuyển sang phần B. Năm 2002, gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu Phần B, năm 2002, gia đình bác Hà thu hoạch nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thóc. Như vậy các con và cô vừa tính được năm 2002 thu hoạch được 50 tạ thóc. Muốn biết nó nhiều hơn năm 2000 bao nhiêu tạ thì chúng mình sẽ tính xem năm 2000 thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc, được chưa ạ? Năm 2000 gia đình bác Hà thu hoạch được số tạ thóc là, cô thấy năm 2000 có 4 thùng thóc đúng không ạ? Nên mà mỗi một thùng là 10 tạ, nên cô sẽ lấy 10 nhân với 4 thì bằng 40 tạ. Sau đó cô viết câu trả lời ạ. Năm 2002, gia đình bác Hà thu hoạch được
nhiều hơn. Năm 2000, số tạ thóc là, muốn biết là nhiều hơn thì chúng mình sẽ làm phép tính trừ. Cô lấy 50 trừ đi 40 thì bằng 10 tạ. Đó là phần B ạ. Và bây giờ chúng mình chuyển sang phần C. Cả 3 năm, gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất? Năm nào thu hoạch được ít thóc nhất? Bây giờ phần C muốn biết cả 3 năm thu hoạch được tất cả bao nhiêu? Thì chúng mình sẽ tính thêm cho cô xem năm 2001 thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc đã. Năm 2001, gia đình bác Hà thu hoạch được số tạ thóc là, ở đây thì có 3 thùng thóc đúng không? Nên cô sẽ đến 10 nhân 3 thì bằng 30 tạ. Cô biết năm 2000 thu hoạch được 40 tạ. Năm 2001 thu hoạch được 30 tạ và năm 2002 thu hoạch được 50 tạ. Vậy cô sẽ tính cả 3 năm. Gia đình bác Hà thu hoạch được số tạ thóc, bạn nhớ là đơn vị vẫn là tạ nhé. Cô lấy 40 cộng 30 cộng 50 và kết quả sẽ bằng 120 tạ. Sau đó thì chúng ta mới đổi ạ. Đổi 120 tạ bằng 12 tấn ạ. Tiếp theo, đề bài có hỏi, đó là trong 3 năm thì năm nào thu hoạch được nhiều thóc nhất, năm nào thu hoạch được ít thóc nhất? Và quan sát biểu đồ thì các con dễ dàng nhận ra, năm 2002 thu hoạch được nhiều thóc nhất, năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất ạ. Chúng ta trả lời luôn. Năm 2002 thu hoạch được nhiều thóc nhất. Và năm 2001 thu hoạch được ít thóc nhất ạ. Vậy bài tập số 2 thì cô đã hướng dẫn xong các bạn và cô mong sau khi cô hướng dẫn các bạn làm bài tập số 2 thì các bạn có thể hoàn thiện hai bài tập của bài biểu đồ được chưa? Và xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong buổi học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.